xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến tiểu thuyết truyện tình khâu vai của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ bắt đầu có thêm những diễn biến quan trọng. Nàng út được chàng ba giúp đỡ khi bị rắn cắn. Tình cảm giữa hai người bắt đầu được nhen nhóm. Út bắt đầu có sự bày tỏ với mẹ và nhất là với bố về chuyện tình cảm của mình. Nhưng cô gái người giấy là con của một tộc trưởng thì khó lòng có thể chọn chàng trai người nùng làm vị hôn thê của mình. Vì như thế cũng có nghĩa là trong một tương lai không xa, bởi tộc trường không có con trai, nên chàng trai người nùng sẽ là thủ lĩnh của những người dân tộc giấy. Bà Liền, mẹ của Út, cũng là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Bà thông cảm và xót xa cho Út khi nàng có nguy cơ đứng trước một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chuyện tình khâu vai của tác giả Nguyễn Thế Kỳ. Út háo hức kể cho bố nghe về ba, người cho đến lúc này là cả bầu trời trước mắt út. Tộc trưởng kiên nhẫn ngồi nghe, không nhìn. Mắt ông nhìn vào cái cột nhà hay bức vách không rõ nữa nhưng chắc chắn một điều là ông chẳng để tâm mấy tới những điều mà út đang ra sức kể út nói một thôi một hồi cho đến đoạn hai người đã thề sống ở với nhau chết cũng chết cùng nhau thế chúng con đã thề xong rồi mặt tộc trưởng vẫn chẳng thể hiện gì cả hỏi một câu nó tên gì út ngẩn mặt ra, giờ mới nhớ là chưa hề nói tên ba. Dạ, tên là ba ạ. Người ở đâu? Bài lủng ạ. À? Gia đình thế nào? Ui chà, còn nhiều thứ út quên chưa nói quá. Dạ bố mất rồi, chỉ còn mẹ thôi ạ. À. Thế nó người giấy ta. Út giật mình. Thôi chết rồi. Không. Không phải người, người giấy ạ. À. Hay rồi Tộc trưởng lẩm bẩm Thế nó người nào Út lý nhí giọng bé hẳn đi Dạ người nùng ạ à. Tộc trưởng cứ như không nghe thấy gì Quay sang bà tộc Bà đi lấy ấm nước sôi rồi kìa Bà tộc lặng lẽ đứng dậy Đi ra bếp Từ lúc con gái cất lời tới giờ Dạ dày bà quặn đau bà đã biết trước là không bao giờ ông ấy đồng ý cho út lấy một người như thằng trai tên ba kia làm sao ông ấy đồng ý được nhà nó nghèo một mẹ một con ăn chẳng đủ đáng nói nhất nó lại là người nùng làm sao người giấy với người nùng có thể làm vợ chồng được chứ và bà thương con gái bà quá đứa bé này từ lúc sinh ra tới giờ đẻ khó, nuôi cũng khó, ốm đau suốt. Lúc 4 năm tuổi nó bị hen, một ngày lên cơn mấy lần liền. Mỗi lần lên cơn là tắc thở muốn chết, uống bao nhiêu thứ thuốc, ăn cũng bao nhiêu thứ thuốc, vừa mới khỏi, vừa mới yên ổn, lớn được 3 năm nay. Bà thương nó, đời bà phải lấy một người suốt bao nhiêu năm thân xác ở trong nhà, tâm hồn ở ngoài nhà buồn, cô đơn tuyệt vọng. Niềm vui duy nhất bà có không phải là của cải mà là đứa con gái này. Mỗi khi nó có gì vui thì bà vui gấp 10 lần nó, còn nếu như nó buồn, bà buồn gấp trăm gấp nghìn lần. Giờ đây, bà nhìn thấy nỗi buồn của nó ngay trước mắt rồi. Là một người mẹ, nhìn thấy mà không ngăn được. Thật quá buồn tủi. Âm nước rồi lục bục lục bục trào cả ra ngoài rớt xuống gộc củi xèo xèo bà xách ấm nước đứng dậy bà muốn làm cái gì cũng thật chậm kéo thời gian trôi thật chậm để không phải nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi trên má con gái bà đứa con gái như một bông lê vừa nở kia nhưng cho dù bà có chậm đến đâu đi nữa thì bà cũng phải rót nước cho chồng uống ông ấy uống để kiềm chế bà biết thế ông ấy cũng thương con gái lắm có khi thương cũng ngang bằng bà ấy chứ nhưng bà có những việc không bao giờ chiều được con út khóc nấc lên như thể cơn hen năm nào quay lại và nó chạy bụt vào buồng tiếng bước chân của nó bình bịch trên sàn nhà đầy uất ức giận dữ hoảng loạn nhức nhối tộc trưởng uống liền mấy ngụm nước nóng bỏng ngồi thẳng lưng cái bóng sừng sững đổ nghiêng trên sàn nhà bao nhiêu nhà xin con út làm dâu đấy bà biết hết rồi nghĩ xem nhà nào thì tốt bà tộc biết tính chồng không nói nhiều nhưng nói một câu là như đinh đóng thẳng vào cột không cãi không thay đổi bà đi vào buồng con gái út đang nằm quay lưng ra ngoài đêm nay cuối tháng không có trăng cửa sổ buồng nó mở ra mà tối om chẳng thấy gì chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu ồm ộp út đang khóc rồi còn phải khóc cả tháng cả năm nữa con ạ à. bà nghĩ thế và dạ dày lại đau quặn lên trong ngôi nhà rộng mênh mông này tiếng nói của bà chẳng có nghĩa lý gì nhất là những việc lớn mà gả chồng cho con gái thì không phải lớn mà là rất lớn quá lớn nữa là khác có mỗi một đứa con này thôi ai lấy nó sau này sẽ là tộc trưởng thay chỗ bố vợ khi ông ấy chết nên câu chuyện gả con gái cho ai không phải là chuyện của riêng con út mà là của cả một vùng đất bà nằm xuống giường cạnh con xoay người vòng tay ôm lấy nó mới hôm nào nó bé tí gầy còm nằm gọn trong tay bà và thở hí hóp như con mèo con hôm nay đã đầy một vòng tay bà chưa bao giờ kể cho nó nghe về cuộc đời bà những năm tháng buồn bã khổ đau tủi phận suốt bằng ấy năm trời cứ những đêm trăng sáng là bà ngủ một mình trăng sáng là ông ấy không vào buồng ngủ cùng với vợ cũng chẳng đi đâu khỏi nhà ông ngồi ngoài hiên tựa lưng vào lan can và lặng lẽ uống rượu một mình cứ uống rượu suốt mới say thì hát say quá không hát được nữa thì khóc khóc đến lúc buồn rũ cả người thì gục xuống ngủ bên bình rượu đêm nào cũng vậy bà ngồi tựa lưng vào vách đợi đến lúc không nghe thấy tiếng khóc của chồng nữa thì lặng lẽ mang một cái chăn ra đắp cho ông đêm sương xuống lạnh lắm say rượu mà ngấm lạnh thì tổ tiên gọi đi dễ như một giấc nồng bà về làm vợ ông không bị đánh mắng được giao cai quản toàn bộ gia sản chỉ có một điều duy nhất đấy là không có cách nào bước chân qua cánh cửa tâm hồn ông nó đã khép chặt từ bao giờ trước khi có bà ông không ghét bà không coi thường bà ông chỉ không hề yêu bà một ngày nào thôi ngày ông xin bà làm vợ chính là ngày mà một đám hỏi khác diễn ra cách ma lé nửa ngày đường ông chưa bao giờ cười với bà kể cả khi hai người làm vợ chồng như bao vợ chồng khác thì bà cũng không thấy ông vui vẻ cứ như là có một mảnh nương để đấy của nhà mình đến bụ cày thì phải cày đến lúc gieo hạt thì phải gieo hạt thế thôi như thế bà có được một đứa con gái là con út này cũng đã là may lắm rồi cứ tưởng trời không cho đứa nào ấy chứ út không quay lại tay nắm lấy tay mẹ giọng nghẹ đi vì khóc Bố không cho con lấy anh ấy Thì con ở với mẹ đến già Con không lấy chồng đâu Bà Tộc thở dài Ngày trước bà cũng từng nghĩ như thế Nếu không về làm vợ Tộc trưởng Thì bà cũng ở với mẹ đến già Bà đã yêu Tộc trưởng ngay từ lần đầu tiên gặp Khi Tộc trưởng ghé vào nhà xin miếng nước Thực ra thì khắp vùng ma lé Tộc trưởng đi đến đâu cũng được mở sẵn cửa mời vào. Lúc ấy tộc trưởng già mới mất, người con trai duy nhất là ông vừa thay chỗ bố. Bà mang nước cho tộc trưởng và đứng nấp sau vách nhìn trộm. Cái lưng to, vai to, cái cổ đỏ lựng vì nóng, mặt vuông, lông mày rậm, môi dày, hàm răng trắng trói cả mắt. Con út sau này được hàm răng của bố để cho, hai bố con cứ cười một cái là ai nhìn thấy cũng bị trói mắt muốn rụng cả tim nhưng cái mặt ông ấy thì buồn sao đàn ông lại có người mặt buồn đến thế chứ chẳng cười không cười một tí nào từ lúc vào ngồi ở hiên nhà cho đến lúc uống xong nước nói chuyện với người già đứng dậy chào và rời đi không hề cười gương mặt như có một làn khói chiều phủ lên vì mặt ông ấy buồn khiến bà thương quá Hay là vì cái gì khác nữa thì không biết Nhưng từ lúc ấy Bà đã nghĩ rằng Mình sinh ra là để ở bên cạnh cái người kia Và mỗi ngày mang đến cho ông ấy một ít niềm vui Lớn thì không dám nói Nhưng bé bé thì chắc bà mang tới được Ngày đón sâu Trời mưa và rất là rét Đường về nhà chồng không xa mấy Bên kia ngọn núi Cũng không dốc mấy Nhưng mà trơn quá Cô dâu mặc một bộ váy áo nặng trĩu Chốc chốc lại trượt chân Tiếng xà tích bạc va vào nhau Lách cách lách cách suốt chặng đường Mưa nhỏ nhưng dày hạt Mù mịt phủ kín những vách núi Những tán cây Cả đêm trước bà ngoại không ngủ Ngồi cầu trời đất cầu tổ tiên Cho ngày cháu gái về nhà chồng Mà trời không mưa Người ta làm gì cũng mong trời mưa, ngày cày ruộng, ngày gieo cấy, ngày cấy, cứ có mưa thì mùa màng sẽ bội thu. Kể cả ngày dựng nhà, mưa một chút là gia chủ dễ có nhiều may mắn. Chỉ có ngày con gái về nhà chồng là không ai mong trời mưa. Mưa rơi ướt áo cô dâu thì cuộc sống vợ chồng ấy về sau dễ xô lệch, vỡ bát, gãy đũa nhưng trời chẳng mấy khi chiều lòng người có khi hôm nay chiều ngày mai thay đổi và cuộc sống sau ngày cưới của bà đúng là đã diễn ra không như bà mong muốn dù bà có làm gì đi nữa cố thế nào đi nữa nụ cười cũng không mấy khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo của chồng lúc nào tộc trưởng cũng cô độc như sống một mình tất cả những người sống xung quanh ông ấy đều chỉ như những con mối bị buộc phải quây xung quanh một cái bóng đèn rời đi không được cứ phải ở lại cho đến chết cho đến tận khi bà đẻ được út khi nó cất tiếng khóc oe oe như con mèo con thì cũng là lần đầu tiên ngay trong cơn đau còn chưa dứt bà nhận thấy tộc trưởng mỉm cười một nụ cười hiếm hoi như ngọn đèn vừa được thắp lên trong đêm tối mịt mùng dài sàng dặc. Bà nằm im trên giường, ruột gan như thể đã trôi sạch ra ngoài cùng với đứa con. Bà nhắm mắt, chìm đắm trong một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đứa con này như một cái mấu mà cây đời vừa chìa ra cho bà nắm lấy. Thôi thì vui buồn nằm hết ở nó từ lúc ấy bằng một chiếc khăn ấm mềm. Ai đó đang lau chán, lau mặt, cổ cho bà. Thật là dễ chịu. Bà cố mở mắt ra. Trong ánh sáng vàng vàng hắt ra từ cây đèn treo ở vách buồng, bà nhận ra người đang lau mặt cho mình. Chính là ông chồng tộc trưởng cao lớn, buồn bã, lạnh lùng ấy. Đang một tay bế con, tay kia lau mặt cho vợ ông nhìn bà dịu dàng đầy thương mến đứa bé đã thôi khóc nằm im trong cái chăn to bà chỉ ước mình sẽ được sống mãi chìm đắm mãi trong cái cảm giác ấm áp tột cùng ấy suốt cuộc đời cho đến lúc chết nhưng thực tế thì như một giấc mơ mà đã mơ thì sớm muộn gì cũng kết thúc vì thế nhìn con gái lớn lên mỗi ngày một nỗi âu lo đã hình thành càng lúc càng lớn trong lòng bà rồi nó sẽ như bà như một cái lá rơi xuống dòng nước nước cuốn đi đâu thì trôi đi đấy vui hay buồn dù biết trước hay không biết trước thì cũng sẽ đến út càng lớn càng xinh đẹp vừa giống bố vừa giống mẹ vừa ngoan hiền vừa bướng bỉnh điều gì thấy đúng thì nghe thấy không đúng thì cãi. Nó vừa có sự mềm mại của mẹ, vừa có cái dữ dội quyết liệt của bố. Dạy một đứa con gái như thế, uốn một cái cành cây như thế thật là khó. Đêm nay thì bà đã nhìn thấy những tháng ngày u ám sắp tới trong cuộc đời của con gái, cái cuộc đời vừa mới bắt đầu trổ lá đơm hoa. Nó 16 tuổi nếu như nó lấy ba bà không sợ gì nhà thông giang nghèo miễn sao con gái bà được yêu thương được xem như của quý còn nếu nó không lấy ba mà chắc là như thế rồi nó rất giống bà giống cả bố nó suốt đời nặng lòng với một người duy nhất cuộc đời nó về sau này sẽ ra sao đây nước mắt bà tự dưng chảy ra lâu rồi không biết từ bao giờ bà không còn khóc vì buồn nữa nỗi buồn nào bà cũng chịu được đến cả những đêm trăng rằm mang chăn gia hiên đắp cho chồng mà bà cũng không rơi giọt nước mắt nào thì có gì khiến bà khóc được nữa còn lúc này nhìn đứa con gái vừa lớn chìm nghìm trong đau khổ tuyệt vọng trái tim bà bị bóp nghẹt ruột gan cứ như có ai thò tay vào nắm cả nắm vặn xoắn lại việc này bà không can thiệp được không thay đổi được giá như bà có thể chìa vai ra mà cánh tất đổi đi bao nhiêu năm tuổi thọ thì bà cũng nhận ngay bà khẽ khàng ngồi dậy đi ra ngoài hiên nhà đêm nay lạnh đã sắp đến mùa đông rồi trời tối tiếng côn trùng kêu e e trong những bụi cỏ vài cánh chim ăn đêm đập phành phạch phành phạch dòng suối chảy ngoài kia rào rào tiếng nước đập vào gờ đá bà ngồi tựa lưng vào chấn song duỗi hai chân ra tộc trưởng đã đi nằm ông ấy có ngủ được không nhỉ bà biết cái gánh đè lên vai tộc trưởng nặng lắm bao nhiêu năm qua và càng về những năm sau này càng có nhiều người già đến rì rầm với tộc trưởng bên bếp lửa họ không muốn bà nghe thấy câu chuyện giữa những người đàn ông nhưng bà biết phía sau những lời thì thầm ấy là gì họ muốn tộc trưởng có con trai một đứa con trai cao lớn giỏi giang như tộc trưởng thay ông gánh vác việc lớn khi ông theo tổ tiên đi xa nhưng tộc trưởng luôn từ chối có một lần một lần duy nhất không phải đêm rằm tộc trưởng đi ăn đám cưới về hơi say say và đi ngủ sớm lâu lắm rồi tộc trưởng mới ôm vợ bà nằm yên trong lòng ông ấy nghẹt thở vì xúc động ứa nước mắt vì tủi thân run rẩy vì hạnh phúc bằng ấy thứ cứ trộn lẫn khiến bà mềm nhũn cả người ra tộc trưởng nói không rõ tiếng nữa vợ à đừng giận tôi nhé bà khóc thành tiếng bà không giận bà chưa bao giờ giận chồng chỉ buồn thôi buồn lắm bao nhiêu năm như cuộn chỉ bị đánh rơi trong xó nhà mốc meo lên mạng nhện phủ kín trong lòng bà luôn nặng trĩu buồn phiền bao nhiêu điều chất chứa nhưng lại không thể và cũng không muốn nói ra Bà lắc lắc cái đầu đang gối trên tay ông, rút sâu hơn nữa vào ngực ông. Một chút cái ham muốn từ lâu đã lặn thật sâu giờ cựa quậy thức dậy. Bà cũng thấy cơ thể ông mỗi lúc một nóng lên, nóng dần lên như một hòn than được thổi hơi vào. Bà muốn ông động chân động tay. Bà ước gì ông động chân động tay, chứ không phải chỉ có nặng trịch và nóng rực ôm lấy bà như ôm một đứa bé như thế nhưng ông không làm gì thêm hết ông thiếp đi trong giấc ngủ miệng vẫn lẩm bẩm đừng giận tôi vợ nhé đừng giận tôi gần sáng ông thức dậy ông cựa quậy định dậy bà hỏi ông muốn uống nước không ông gật đầu khi nào tỉnh rượu ông cũng khát nước bà đi ra ngoài lấy nước mang vào ông ngồi dậy uống hết sạch rồi cứ ngồi như thế lui vào tựa lưng sát bức vách bà cũng ngồi vào cạnh ông bà thở một hơi thật dài rồi nói phải có một đứa con trai mới được ông ạ à. ông lắc đầu trong im lặng bà tiếp giọng bà đã bình thản trở lại bây giờ lòng bà đã phẳng lặng như vũng nước sau cơn mưa tôi nhiều tuổi rồi cũng khó đẻ con tôi đi tìm cho ông một người một người trẻ khỏe mạnh bà đang nói dở thì ông đưa tay đặt ngang miệng bà không cho nói nữa bà gỡ tay ông ra giữ trong tay mình im lặng thở dài ông nói tôi không cần con trai một đứa út là đủ rồi mình ngủ tiếp thôi và ông nằm xuống trước bà chẳng còn cách nào khác cũng phải nằm ông quay lưng lại phía bà ông có một cái lưng to như cánh cửa rộng dài dày vững chắc trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh xa xôi đang dần tới tấm lưng của ông ngay trước mắt giống như một bức tường lạnh lùng chặn đứng mọi ước muốn chạm vào ông của bà hai người lại quay về hai thế giới tách biệt ngay trước mặt mà xa xôi như cách vạn quả núi. Ngày mai nhà tộc trưởng sẽ mở cổng cánh rể. Là nói thế thôi, chứ đúng là một buổi tộc trưởng mời các nhà muốn làm thông gia đến ăn cơm. Tộc trưởng lệnh, già trẻ hãy nghe đây. Mấy mùa qua ta thấy sức lực đã không còn tráng kiện. Việc chăn dân e khó có thể đảm đương. Mọi người cũng đã biết, ta chỉ có một đứa con gái. Do vậy, chàng rể mai sau của ta sẽ là người nối tiếp ngôi tộc trưởng chăn dắt người giấy ta vui hưởng Thái Bình. Hôm nay là ngày tốt, tháng lành, ta cũng đã lựa được những chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại con dòng cháu giống để con gái ta xem mặt, thấy ưng cái bụng thì chọn làm chồng. Nhà ai có con trai cũng đều muốn làm thông gia với nhà tộc trưởng hết. Nói thẳng ra là như vậy không chỉ là sau này sẽ làm tộc trưởng thay chỗ của bố vợ mà còn lấy được một cô vợ vừa ngoan vừa đẹp con gái nhà giàu mà vừa ngoan vừa đẹp không phải dễ tìm út ở lì trong buồng quấn chặt chăn vào người như một con tằm trong cái kén nhất định không dậy lòng út bây giờ giống như một thỏi sắt sau khi nung đỏ nhúng vào thùng nước lạnh xong cứng như thế lạnh như thế, bướng bỉnh như thế, sẽ không ai làm gì được Út hết. Út cứ chắc chắn trong lòng như thế, có chết, Út cũng không thay đổi gì hết cả. Lúc này và sau này cũng vậy, trong lòng Út chỉ có một người, ba, chỉ có ba thôi. Út còn chưa nói với ba về việc tộc trưởng không đồng ý gả Út cho người đùng không phải vì ba nghèo mà vì không thể gả con gái cho một tộc người khác được. Con gái người sáy chỉ có thể gả cho một gia đình người sáy thôi. Từ hôm nói chuyện với bố tới giờ, út bị cấm đi ra khỏi nhà. Đi đâu cũng có cố sầu đi theo, nửa bước cũng không rời. Sáng hôm qua, út với cố sầu vừa cãi nhau. Đúng hơn là chỉ có út lớn tiếng quát tháo chứ cố sầu thì câm lặng và nhịn nhục út không thể chịu nổi việc cố sầu cứ nhằng nhẵng đi sau lưng mình út muốn ra suối nhìn dòng nước chảy cho nó nhẹ cái người đi thế thôi mà nhất định cố sầu cũng phải đi theo là nhinh đi trước út đi thứ hai cố sầu đi sau cùng đã nghe thấy tiếng nước chảy ngay trước mặt út quay lại anh đứng đấy được rồi đấy cố sầu lý nhí. Tôi không dám. Tộc trưởng nói tôi phải đi theo cô út. Út chỉ ra suối. Tôi chỉ ngồi ở kia, không đi đâu cả. Vâng. Cố sầu vâng. Nhưng khi út vừa quay lưng lại, đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn rào rạo trên sỏi. Út quay phát lại. Chẳng phải anh vừa vâng đấy sao? Vâng. Cố sầu vẫn nhẫn nhịn vâng thì đứng yên đấy vâng út đi lại vẫn nghe tiếng bước chân út tức quá quát to anh kia cố sầu cúi đầu im lặng anh làm sao thế hả cố sầu lúng túng mặt đỏ lựng lên tôi mà làm theo cô út thì tộc trưởng sẽ sẽ làm sao giết anh à cố sầu lại im lặng gì chứ im lặng thì cố sầu làm được từ lúc bước chân vào nhà tộc trưởng thời gian cố sầu mở miệng chắc chắn ít hơn thời gian ngậm miệng rất nhiều lần bảo thì làm không cãi không có việc gì cần nói thì không nói nói ít quá thành ra nhiều khi như người câm nhưng mà phải như thế mới được việc tộc trưởng ghét nhất cái loại nói suốt cả ngày tộc trưởng bảo con chó săn giỏi không bao giờ sủa nếu không cần sủa mở mồm ra sủa con mồi nó chạy mất hết lấy gì mà săn út thừa biết là nếu không nghe lời thì cố sầu sẽ phải chịu hình phạt gì nặng thì nằm úp ra nhận trăm gậy đuổi về nhà tịch thu tài sản cả dòng họ nhẹ thì cũng trắng tay mất việc mà cuộc đời cố sầu nếu rời khỏi nhà tộc trưởng thật chẳng biết làm gì, còn mỗi hai bố mẹ già ốm đau suốt chỉ trông vào tiền công tộc trưởng trả cho cố sầu mà sống qua ngày. Cố sầu đứng yên khi út quát tháo, kiên định, chắc chắn như thể đã mọc dễ cắm thẳng xuống đất vậy. Út nhìn quanh, rồi chỉ vào gốc cây sung to đùng mọc sát bờ suối. Nghe đây nếu anh còn đi theo tôi một bước tôi sẽ lao đầu vào gốc cây kia hoặc là cây đổ hoặc là tôi vỡ đầu tội nào anh cũng chịu hết cố sầu vẫn cúi đầu út hỏi lớn anh nghe rõ chưa vâng hiểu rồi chứ vâng ôi cái thằng người gì mà rõ ràng nghe nó nói vâng lại cứ khiến người khác tức lộn cả ruột lên thế chứ Út định chửi toán lên vài câu nữa cho bỏ tức, nhưng Ninh đã cầm tay Út kéo đi. Cố sầu không đi theo nữa, hắn khoanh tay dạng chân ngang hai vai, đứng như cái cây mọc lên từ đất, đúng cái chỗ mà hắn vừa cúi đầu vâng vâng đấy. Ninh kéo Út ngồi xuống một tảng đá bên suối, cởi giày cho Út, dùng tay vớt vài giọt nước suối lên rót vào mấy ngón chân Út ngồi bên dòng suối này luôn khiến Út dễ chịu. Lòng dạ vẫn còn chút căm tức cái mặt lì lợm của Cố Sầu, Út lẩm bẩm. Chỉ muốn cầm dao bổ cho nó một phát. Nhìn cười hi hí, cắt tiết con gà còn không dám đòi bổ nó cơ à. Út quay lại, lườm Cố Sầu một cái. Tất nhiên, xa thế thì Út có lườm Cố Sầu cũng chẳng biết nhìn nheo mắt nhìn Út vẫn cười. Tại vì không vui nên nhìn ai cũng thấy ghét thôi, chứ nó có làm gì sai với Út đâu. Cái mặt nó đáng ghét là sai rồi. Ơ, ừ, cái mặt là do bố mẹ nó sinh ra thế, nó chọn được à? Thì tại nó không ra gì nên càng lớn cái mặt mới càng đáng ghét. giọng đọc phát thanh viên hải yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết chuyện tình khâu vai của nhà văn nguyễn thế Kỳ. chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên đỗ anh vũ thực hiện chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai